Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng sen của chị Lan ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho hiệu quả kinh tế cao. Xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng con nuôi. Nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động hè cho học sinh. Hải Dương còn nhiều xe tự chế hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ dân của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trồng sen quy mô lớn ở các diện tích ruộng trũng. Tiêu biểu là mô hình 25 mẫu sen của gia đình chị Doãn Thị Lan ở xã Đình Cao. Năm 2016, gia đình chị Lan thầu 25 mẫu ruộng trũng để trồng sen. Chị trồng giống sen xanh vì cho năng suất cao, hạt to và đều, được thị trường ưa chuộng. Sen thu hoạch từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8, mỗi sào cho thu khoảng 2.000 bông hoa và 80kg hạt sen tươi. Với giá bán bình quân là 20.000 đồng 10 bông hoa sen và 40.000 đồng trên 1kg hạt sen tươi, mỗi sào cho thu lãi khoảng 3 triệu đồng. Để tăng thêm hiệu quả, gia đình chị thả thêm cá rô và trạch đồng, trừ mọi chi phí mỗi năm thu lãi khoảng 500 triệu đồng từ 25 mẫu sen và kết hợp thả cá. Những năm gần đây, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi và trồng những cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao, liên kết với các công ty doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, ổn định sản xuất cho người dân địa phương. Năm 2018, Xích Thổ đã tuyên truyền vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi 5 hectare khu đất thuộc cánh đồng Ai, trước đây chỉ trồng được cây ngô truyền thống cho năng suất thấp, sang trồng các cây hàng hóa như ngô ngọt, phục tráng giống khoai lang Hoàng Long, dưa gang xuất khẩu, nhằm nâng cao hiệu quả quay vòng sử dụng đất. Sau khi thu hoạch, cho thấy những giống cây này phù hợp với đồng đất, bình quân trên 1 hectare canh tác đạt 61 triệu đồng, cao gấp 2-3 lần so với trước đây. Đến nay đã được nhân rộng ra trồng ở những cánh đồng khác. Ngoài việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Xích Thổ còn tập trung thực hiện đề án phát triển các con nuôi đặc sản. Từ năm 2016 đến nay, địa phương đã thành lập được các hợp tác xã như nuôi dê, gà đông tảo, ong lấy mật. Nhờ chuyển đổi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người đạt 34,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,42% theo tiêu chí mới. Với sự vào cuộc của các đơn vị chuyên môn và chính quyền các cấp trong công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ đầu tháng 6 đến nay, diễn biến lây lan của bệnh dịch có xu hướng giảm. Một số địa phương trong tỉnh Hải Dương đã qua 30 ngày không có ổ dịch mới phát sinh. Theo thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh, toàn tỉnh hiện có 34 xã phường thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi mới. Trong số này, gần 20 xã đã có quyết định công bố hết dịch. Trong đó huyện Cẩm Giàng có 10 xã thị trấn đã qua 30 ngày không có ổ dịch lợn châu Phi mới. Các huyện Tứ Kỳ và Ninh Giang mỗi địa phương có 4 xã đủ điều kiện công bố hết dịch. Huyện Bình Giang có 3 xã, các huyện Kinh Môn, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách và thành phố Chí Linh mỗi địa phương có 2 xã thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Theo quy định, các địa phương này đã đủ điều kiện để công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Để duy trì kết quả khống chế dịch, Chi cục Thú y tỉnh khuyến cáo các hộ chăn nuôi lợn tiếp tục phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, áp dụng chặt chẽ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn chặn mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là không nên tái đàn nuôi lợn ở thời điểm này. Trong bối cảnh điều kiện thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, ảnh hưởng xấu tới sản xuất chăn nuôi, nhiều hộ chăn nuôi đã tự tìm hướng đi mới, khắc phục những biến động bất thường của điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình nuôi gà đẻ trứng trong môi trường lạnh khép kín của gia đình ông Bùi Thế Hà ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là một trong những mô hình có nhiều ưu điểm trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Từng tham khảo nhiều mô hình chăn nuôi khác nhau, 2 năm trở lại đây, ông Bùi Thế Hà quyết định áp dụng mô hình chuồng trại lạnh khép kín để nuôi gà đẻ trứng. Qua 2 năm thử nghiệm trên diện tích trên 1.400 m² với tổng đàn thường xuyên khoảng 1 vạn con gà đẻ, trong chăn nuôi gà đẻ trứng, ngoài chế độ về nhiệt độ, diện tích chuồng trại, các điều kiện về ánh sáng và nguồn thức ăn cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng quả trứng. Khi áp dụng mô hình chuồng trại lạnh khép kín, ông Hà hoàn toàn chủ động được các điều kiện này trong chăn nuôi, góp phần giúp gà đẻ đúng giờ, chất lượng trứng đồng đều, từ đó giảm được nhân công trong sản xuất. Trong bối cảnh dịch bệnh trong chăn nuôi ngày càng có những diễn biến phức tạp như hiện nay,
mô hình chăn nuôi gà của gia đình ông Bùi Thế Hà thực sự là hướng đi mới để bà con nông dân có thêm những tham khảo lựa chọn trong sản xuất. Nhờ đẩy mạnh phát triển công nghiệp và ngành nghề, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên đã tạo việc làm mới cho hơn 11.800 lao động, đạt 50,3% kế hoạch năm. Trong đó, toàn tỉnh đã đào tạo hợp tác đưa gần 2.000 lao động sang làm việc ở nước ngoài. Số lao động còn lại được tạo việc làm mới chủ yếu trong tỉnh, tập trung ở nhóm doanh nghiệp dệt may, điện tử cơ khí, chế biến thực phẩm và ở các khu công nghiệp như khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp dệt may Phố Nối. Nhiều lao động được tuyển dụng theo hình thức liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nên chất lượng nhân lực cơ bản đáp ứng theo yêu cầu. Tỉnh cũng có nhiều hoạt động quảng bá giới thiệu hình ảnh thông thoáng về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào các khu cụm công nghiệp đầu tư với số lượng ngành nghề ngày càng đa dạng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 60 dự án vào đầu tư, 25 dự án đi vào hoạt động, đưa tổng số dự án đi vào hoạt động lên 1.044 dự án. Ngoài ra, để tạo thêm việc làm mới cho người lao động trên địa bàn tỉnh, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện khuyến khích hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ thông tin kết nối cung cầu lao động. Cùng với thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các huyện và thành phố trong tỉnh Nam Định đều quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người lao động sau học nghề. Để hỗ trợ người lao động học nghề giải quyết việc làm sau học nghề, các huyện và thành phố Nam Định đã triển khai các giải pháp đồng bộ như quy hoạch sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, hỗ trợ vốn sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho trên 54.200 lao động nông thôn, trong đó có hơn 19.200 lao động học nghề nông nghiệp, gần 35.000 lao động học nghề phi nông nghiệp. Đa số các lao động sau khi hoàn thành khóa học đều nắm được kiến thức, kỹ năng nghề cơ bản, có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, có trên 47.900 người lao động sau học nghề có việc làm ổn định, đạt trên 85% với mức thu nhập ổn định từ 2,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng một tháng một người. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc năm học, các trường từ bậc mầm non đến trung học phổ thông được nghỉ hè trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng. Đây là thời gian để giáo viên và học sinh nghỉ ngơi sau một năm học. Thế nhưng với nhiều phụ huynh có con ở bậc học mầm non, thời gian nghỉ hè khiến cho họ gặp không ít khó khăn trong việc sắp xếp người trông giữ con em mình, nhất là với những phụ huynh là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hành chính. Có cầu ắt có cung, trên cơ sở các quy định hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động hè vui tươi và bổ ích đáp ứng nhu cầu bức thiết, ghi nhận tại thị xã Từ Sơn. Còn tại trường mầm non Kids Minds, phường Đình Bảng, những giờ học ngoại khóa như thế này thường xuyên được đưa vào chương trình giảng dạy. Từ những giờ khám phá khoa học trên lớp, đến những hoạt động rèn luyện kỹ năng sống như bơi lội, biểu diễn, vận động thể lực. Từ những hoạt động này, trẻ không những được rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cho trẻ thói quen hàng ngày, biết ứng xử các tình huống thực tế mà không cần đến sự giúp đỡ của người lớn. Tại thị xã Từ Sơn, để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của bậc học mầm non trong dịp hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã ra văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường mầm non xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tốt hoạt động hè, trong đó tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các trường mầm non, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý các nhóm, lớp mầm non ngoài công lập, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế nuôi dạy trẻ, trong đó có việc tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 ở các trường mầm non. Về nhiệm vụ của các trường, nhiệm vụ dưới các trường phải tổ chức hoạt động, đầu tiên là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Cái thứ hai là tổ chức cái việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục để đảm bảo được cái chất lượng. Cái thứ ba, trong cái đợt hè nắng nóng thì Phòng Giáo dục thị xã Từ Sơn chỉ đạo các trường ưu tiên đặc biệt về cơ sở vật chất, đội ngũ để nuôi dưỡng chăm sóc các cháu và chú ý đến cái hệ thống về cơ sở vật chất, điều hòa quạt mát và hệ thống cây xanh bóng mát mỗi khi tổ chức các hoạt động ngoài trời cho các cháu. Đối với các trường mầm non, thực hiện chế độ thu chi theo quy định, thu tiền hoạt động hè phải có sự thỏa thuận với phụ huynh, đảm bảo công khai, công bằng và đúng quy định. Đến nay, 100% các trường
cơ sở mầm non trên địa bàn đã triển khai hoạt động hè theo đúng kế hoạch. Có thể thấy, nhu cầu tổ chức các hoạt động hè cho trẻ ở bậc học mầm non là vô cùng cần thiết. Do đó, việc các trường mầm non tổ chức các hoạt động trong dịp hè cũng là một hoạt động tốt đáp ứng nhu cầu bức thiết của các bậc phụ huynh. Qua đó, đảm bảo cho trẻ có môi trường vui chơi an toàn lành mạnh trong những ngày hè. Tại hội nghị sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ 5, giải pháp thiết bị chế biến tinh bột nghệ làm từ vật liệu tái chế của nhóm tác giả Nguyễn Tấn Dũng, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo và em Trần Đức Minh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến đã đạt giải nhì lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đây là một trong những giải pháp được đánh giá cao về hiệu quả kinh tế và tính ứng dụng trong thực tế. Trước thực trạng các hộ gia đình sản xuất tinh bột nghệ đều phải làm thủ công bằng tay, vừa tốn thời gian lại không lọc được cặn bã, hai học sinh Nguyễn Tấn Dũng trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo và Trần Đức Minh trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến đã cùng nghiên cứu tận dụng những vật liệu tái chế lắp đặt thiết bị chế tạo tinh bột nghệ với mong muốn giảm cường độ lao động cho người sản xuất, giúp các hộ gia đình dễ dàng chế biến tinh bột nghệ nguyên chất sử dụng hàng ngày. Để bọn em muốn làm tìm hiểu cái quy trình để làm ra cái tinh bột nghệ. Vì em thấy cái cách làm nghệ phổ thông thì nó quá khá khó khăn. Nên vì vậy em muốn tìm cách để làm nào để chế được cái tinh bột nghệ dễ dàng hơn. Để làm ra một sản phẩm nó mất khá lâu. À, ví dụ làm sao để có thể ly tâm được thì em nghĩ đến cái lồng quay máy giặt. Hoặc ví dụ cái máy xay sinh tố bình thường thì không thể nghiền số lượng lớn được. Vì vậy bọn em nghĩ đến việc là lắp ráp một cái máy xay có thể là công suất nó cao hơn. Và lúc nghiền nó sẽ hiệu quả hơn. Vì vậy từ đấy bọn em sáng chế ra cái này. Thiết bị chế biến tinh bột nghệ gồm phần khung, bảng điều khiển, phần cối xay, van xả nước, máng tôn và bánh xe đều được lắp ráp từ các phế liệu. Nét đặc trưng của sản phẩm này là tích hợp cả 3 công đoạn nghiền, lọc bã, lắng đọng tinh bột trên cùng một thiết bị, khắc phục được những nhược điểm mà các thiết bị chế tạo sẵn bán trên thị trường, dễ dàng chế tạo, lắp đặt, di chuyển và có thể lọc bỏ bã. Theo đó, nguyên liệu đầu vào đưa vào thiết bị xay trong vòng 20 phút, cộng thêm 3 tiếng đồng hồ cho sản phẩm lắng lọc tách nước là đã có sản phẩm nghệ tinh chất. Cách làm này tiết giảm tối đa thời gian và công đoạn lọc so với cách làm truyền thống. Theo đánh giá của Ban giám khảo Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ 5, giải pháp thiết bị chế biến tinh bột nghệ làm từ vật liệu tái chế của nhóm tác giả Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đức Minh có tính hiệu quả kinh tế cao và thích ứng nhanh với xu hướng thị trường. So với cách chế biến tinh bột nghệ thông thường, sản phẩm vừa tận dụng nguồn nguyên liệu tái chế, vừa bảo vệ môi trường, đồng thời giải quyết được những khó khăn trong thực tế lao động sản xuất hiện nay. Sản phẩm đã đạt giải 3 Hội thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh, trung học và đạt giải 2 Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Nam Định. Huyện đoàn Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với phương châm hành động, sáng tạo thiết thực, an toàn, hiệu quả. Theo đó, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay dự kiến thu hút trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tập trung vào các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Trọng tâm là tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ cho các gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tham gia làm đường giao thông nông thôn, đảm bảo vệ sinh môi trường, thành lập đội hình tình nguyện tuyên truyền luật trẻ em, tổ chức sinh hoạt hè, hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Dịp này, huyện đoàn Yên Mô đã hỗ trợ 2 tấn xi măng trên 60 mét khối đá cho xóm Hàn Dưới, xã Yên Đồng để đổ sân bê tông nhà văn hóa xóm, đồng thời khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại xóm Trường Yên với chiều dài 3 km. Rác thải sinh hoạt đang trở thành vấn nạn tại nhiều địa phương, đe dọa tới môi trường và sức khỏe của con người. Để giải quyết tình trạng trên, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tập trung xử lý chất thải sinh hoạt một cách triệt để ngay từ cơ sở thôn xóm. Một điều dễ dàng nhận thấy ở huyện Văn Lâm trong thời gian gần đây đó là hàng loạt những bãi rác tồn đọng lâu năm nằm trong các khu dân cư và trên một số tuyến đường đã được vận chuyển đem đi xử lý. Đơn cử như tại bãi rác thải sinh hoạt tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo với trữ lượng gần 800 khối rác thải các loại ứ đọng nhiều năm nay đã được vận chuyển sạch sẽ và thay vào đó là bãi rác thải sinh hoạt được xây dựng chỉnh trang, sạch sẽ.
Hiện 100% các xã thị trấn ở huyện Văn Lâm đã thành lập tổ đội hợp tác xã vệ sinh môi trường tham gia thu gom rác thải và tổ chức thu gom rác thải định kỳ. Đến nay, cảnh tượng đường làng ngõ xóm bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt ở Văn Lâm đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Kết quả trên đã góp phần làm cho chất lượng môi trường ở Văn Lâm đang được cải thiện, đóng góp tích cực quan trọng cho công tác bảo vệ môi trường và hoàn thành tiêu chí này trong xây dựng huyện nông thôn mới. Với tính năng nhẹ, bền, dễ sử dụng, ni lông dùng một lần đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng và ở bất cứ cửa hàng, chợ hay là siêu thị, người bán hàng thường gói, đựng đồ cho khách hàng trong túi ni lông. Khi túi ni lông xả thải ra môi trường thì vấn đề ô nhiễm từ rác thải nhựa thật khó lường. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Thực tế tại các chợ trên địa bàn tỉnh cho thấy, việc sử dụng túi ni lông hay còn gọi là túi bóng, sản phẩm sản xuất từ nhựa được dùng phổ biến ở các quầy, sạp hàng hóa. Từ những bao đựng hàng dự trữ, gói đựng hàng hóa cho khách, đến cả đại lý bán đồ nhựa dùng một lần như túi ni lông, hộp xốp, cốc, hộp bằng nhựa đều dễ dàng được người bán, người mua vô tư sử dụng như một sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại. Sự tiện lợi không thể phủ nhận khi sử dụng túi ni lông. Nhưng sau một lần sử dụng, những sản phẩm này được người dùng bỏ đi và xả thải ra môi trường. Tại những nơi tập kết rác, bãi chôn lấp hay những bãi rác tự phát, tràn ngập túi ni lông. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, mỗi năm lượng rác nhựa thải ra đủ để bao quanh trái đất 4 lần. Mỗi phút có 1.000 túi nhựa được tiêu thụ, nhưng chỉ có 27% trong số đó được xử lý và tái chế. Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới. Với một cái giải pháp trọng tâm là một là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông đối với môi trường, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các cái công nghệ sản xuất, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng thân thiện môi trường, thay thế cái túi ni lông sản phẩm nhựa khó phân hủy để sử dụng một lần. Việc sử dụng túi ni lông hiện nay đã và đang gây ra những tác hại lớn đến môi trường và sức khỏe của chính chúng ta. Để giải quyết thực trạng này, không chỉ các ngành chức năng cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp như có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp tổ chức thu gom và tái chế rác ni lông hoặc sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, mà ý thức của mỗi người dân trong việc sử dụng túi ni lông mới chính là giải pháp cốt lõi nhất, bền vững nhất nhằm hạn chế hiểm họa rác thải ni lông với môi trường. Theo lộ trình của tỉnh Hải Dương, việc xử lý xe 3 bánh 4 bánh tự chế phải hoàn thành từ cuối năm 2018. Nhưng đến nay các loại xe này vẫn hoạt động trên nhiều tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ước tính toàn tỉnh còn gần 1.900 phương tiện xe 3 bánh 4 bánh tự chế chuyên chở học sinh và nông sản vật liệu xây dựng. Việc xử lý xe tự chế không được thực hiện đúng lộ trình đề ra, lượng xe bị phát hiện xử lý tịch thu còn quá ít. Nhiều xe hoạt động công khai không chỉ ở đường thôn xóm, đường xã, đường huyện mà còn hoạt động cả trên đường tỉnh và quốc lộ. Tất cả các loại phương tiện này đều không được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường. Không chỉ có xe tự chế 3 bánh 4 bánh, toàn tỉnh còn xuất hiện nhiều xe máy kéo theo xe khác. Các xe này được lắp thêm móc sắt ở phía sau kéo theo thùng xe 3 bánh hoặc kéo xe cải tiến. Thời gian qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã phát hiện và tịch thu 12 phương tiện giao thông tự chế. Trong đó chủ yếu là xe công nông, xe 3 bánh chuyên dùng để chở vật liệu xây dựng. Việc xử lý các loại phương tiện này gặp nhiều khó khăn do các chủ phương tiện luôn tìm mọi cách để trốn tránh, chống đối. Mặc dù Công an huyện Hưng Hà đã chỉ đạo Công an các xã thị trấn phối hợp với chính quyền các địa phương tới từng thôn rà soát, lập danh sách xe tự chế đang hoạt động trên địa bàn, rồi tổ chức ký cam kết đình chỉ hoạt động, yêu cầu tự thanh lý, chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhưng vẫn có những trường hợp không chấp hành, cố tình chê ý, lén lút hoạt động, khiến lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện phải phối hợp với địa phương tổ chức bắt giữ, xử lý, tịch thu, tiêu hủy theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.